nhà em ra trái nha nhà mình. Bây giờ hôm qua em bành ra coi coi thấy cái trái không nha. Thấy cái trái chưa? Quá đã. Còn nhiều trái nữa đang lớn. Thấy không? Nhà mình thấy cái trái không? Trái nằm mới. Nằm. Cái trái nằm mới ha. Đúng là biết bao nhiêu thời gian chăm sóc và nuôi dưỡng tạo phát, hôm nay cây đã cho trái, thấy trong người nó hơi cảm thấy vui. Cụ thị nha em ạ. Mình thấy trái quá à. Trái hay chưa? Thấy chưa? Quá đỏ. Quá đỏ. Trái nó chính là màu vàng, mình rất đẹp nha, mà rất thơm nha. Mà tính chất lịch sử Việt Nam. Ở Trung Quốc nó có một cái ngôi làng á, chỗ nào mà có cái hỷ chỗ đó là người Việt Nam. Nó rất đẹp và rất quái à. Nó giống một con kỳ lân à. Nó đi đẹp ha. Nằm quá đẹp. Ở đây thì nó chuẩn bị ra trái nên nhà mình cái này nè, ở đây nè. Vừa bữa nó bự lên là hộp trái đó. Rồi, em chào tạm biệt cả nhà mình nè.